Hello anh em nha. Hôm nay lên live một trận trên fanpage nha anh em ơi. Hãy đánh Tống Kim trên fanpage chơi. Còn anh em một nha. Mấy hàng shop núp. Top núp. Bài cái gì? Top nào núp vậy? Hay ai top núp đâu? Para ngoài đi 4 cái được rồi. Hello anh em nha. Nói chứ anh em đang xem live cho mình một like một chia sẻ đi anh em ơi. Hôm nay được anh Ken kêu lên đánh một trận Tống Kim ở trên fanpage nên mình lên. Hôm nay mình lên live một trận nha anh em ơi. Chuẩn bị Tống Kim rồi. Test thử cờ có ông hay nhiều ta. Ra mà lai thằng tay các bạn kìa, tay con na với thằng được núp này làm gì? Mình ạc này của mình thì mình lai thôi bạn ơi, tại vì tay các bạn thì của người khác mình đâu có mượn được, mình đâu có cầm được đâu, của người khác mà. Mình núp nhưng mà vẫn đánh Tống Kim mà chứ có núp gì đâu. Như khi nào núp hoặc đánh Tống Kim đi ấy chứ. Ok cho mình, cho bạn xem đồ là Nguyễn Duy ơi. Đồ này ạc này cũng bình thường thôi nha anh em ơi. Có được VIP lắm đâu, chỉ là tạm tạm thôi. Nói chung là được xếp hàng trong cụ bắp luôn á. Đó, đồ chỉ đơn giản vậy thôi.
khi anh em đang xem lại, cho mình một like, một chia sẻ đi anh em ơi. Với ba anh em đang xem rồi. Mọi người giúp mình một like, một chia sẻ nha. Đây có anh em nào trên fanpage của Linh kèo vô anh em ơi. Linh kèo cái kiếm ít tiền mai ăn sáng luôn anh em ơi. Kèo top luôn anh em ơi. Sun down. Để nó mua mẹ này mua máu luôn, cho nó trao trao một tí. Lâm Y Chi Hạ, Y Chi Hạ là một trưởng lão nhưng mà bên của mình nó đang nhìn phải, đồ cũng khá là vip nha anh em. Anh này cũng đầu tư hơi bị dữ á. Bên Tiểu Long để mình chia sẻ đó ta, tao không thấy lúc chia sẻ, đợi xíu nha anh em. Thì chia sẻ về trang fan của mình. Đây đó, chia sẻ đó. Hello Hồng Miễn nha, hello anh em nha. Những anh em nào fan cứng, anh em nào chưa được fan cứng á, thì hãy share cái livestream này nha, share livestream này để lên làm fan cứng nha, và comment nữa để anh em nào có chơi server sẽ được nhận được mỗi code là code fan cứng á, phần thưởng rất là đặc biệt nha anh em ơi. Nên anh em nào chưa lên fan cứng hãy like và chia sẻ về một comment nha. Đây là trận thống kim ở bên server Tương Dương, server này mới ra đúng 1 tháng nha anh em. Gần 1 tháng. Chỉ còn 2 ngày nữa là đúng 1 tháng á. Nên những anh em nào muốn chơi có thể tải game ở trang web thichthanhdaichien.net nha. Hiện tại đẳng cấp cao nhất là chỉ có mới 116 thôi. 116 mà trong khi tôi là 111 rồi. Đây còn một phái cái bang. Cái phái bang tôi đang top 1 luôn nha anh em ơi. Đang top 1 luôn. Nói chứ anh em đang xem lại cho mình một like một chia sẻ nha anh em ơi. Tại mình hằng này mình có bữa mới ép được cái áo yêu tình nè, nên khi bên khi mang vô nó sẽ được tăng một kỹ năng giúp có một cấp. Cặp tay hiện tại là 4k rưỡi nè, 4k rưỡi 99 chưa ăn lắc nha anh em. Ăn lắc lên nữa, có thiếu lâm nữa thì sẽ lên nữa. Nếu mà có thiếu lâm nữa là lên gần để coi
kiếm thiếu lâm gần thôi. Đây có thiếu lâm nè, 4k6, ăn lắc vô nữa thì chưa biết bao nhiêu nha anh em ơi. Ăn lắc thì nếu mà ăn lắc ngoại phổ này chắc có thể lên được 4k7 đó, 4k7, 4k8 gì đó, không biết được không nha. Để tí nữa mình ăn thử, khi bắt đầu đánh mình ăn thử, mình xem thử cho anh em xem. Kim học phổ lên đi dưới kim ngọc thổ hỏa nhiều là cho hỏa lên đi và thổ lên giết nhanh lắm. Ok hay ráng làm cái tớp nha anh em ơi, thử làm cái tớp thôi xem được hay không. Ngày cuối tuần tấm kim mà tên tấm kim là 6 tầm 66 à. Hôm nay mưa rơi tâm trí rối bời, nhớ về một người ở nơi xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi, cớ sao hôm nay nước mắt lại rơi? Hôm chia tay nhau mưa rơi rất nhiều, nơi đâu còn tình nào ai thấu hiểu? Bao năm bên nhau hạnh phúc thế mà, đang cay chỉ trong giây phút. Từng lấy 40 điểm. Ok. Xếp 85 điểm. Hiện ra 88. Tơ tèo. Thằng xếp 82 điểm. Cái con bộ này mình đang cần nè, bộ này đang cần luôn á, quá đẹp luôn, cấp 25, cấp lý 25, 70%. Quá dữ, đó đó, đi top, nhìn nhầm đi top hiện tại nhé, có bản nhầm mì thôi coi. Tình phân lơ, 10, về cục cưng 110. Không thấy ta. Thì đánh anh em ơi. Bắt đầu đánh rồi đó. Còn đây là Tiger bạn nó mặc cái áo mà mặc nguyên set nhiều tình đó, cầm vũ khí lô set nội công nên nó chuẩn rất là mạnh nha anh em. Tại vì đồ kháng lô nó cũng chưa có nhiều nữa nên nó chuẩn rất là đau.
hơi bị choáng nha. With my girlfriend a thousand times a day. I'm lazy when I'm speaking, I'm lazy when I walk, I'm lazy when I'm dancing, I'm lazy when I talk. Open up my mouth, air comes rushing out. Nothing doing, not and never. How you like me now? Wouldn't it be mad? Wouldn't it be fine? Lazy, lucky lady, dancing, loving all the time.
Hôm trước em đang xem live cho mình một like, mình chia sẻ lên em ơi. Hiện tại đang top 4 luôn nha. Đang top 4. Đang cố gắng đánh anh em ơi. Đang tập trung đánh quá, không có nói gì được nha anh em. Anh em thông cảm. Nghe nhạc nha. Nghe nhạc và coi BK nha. À, thằng nghĩa nó cầm anh được anh em ơi, thằng nghĩa nó cầm mặt anh được nè. Ghê quá, này Nghĩa cầm mặt anh được luôn, dữ quá, dữ quá. Thank you.
đấy, căng thẳng quá, căng thẳng từng giây từng phút luôn á. Có chứ anh em nào đang xem like cho mình một like, một chia sẻ đi anh em ơi. Hiện tại đang top 5 nha anh em ơi, vẫn đang top 5. Đám đuổi từng ly từng tí luôn á. Căng thẳng quá.
Ủa, nhích lên làm gì vậy trời? À, dục 56k rồi. Lao ra làm gì vậy trời? Tự nhiên lao ra làm gì vậy trời? Cái nó bà 7k rồi. Nhiều quá. 5k điểm rồi. Tao tên được nè, tao tên được. Mày hả Nghĩa? Giỡn hả Nghĩa em? Giết được Nghĩa là vui anh em ơi.
vô tới nhà luôn rồi. Lên bảng nè, được nha nghẽ, lên bảng nha nghẽ. Yeah.
À, gầy cứng quá nè em ơi, gầy cứng quá nè em ơi. Câu ca điểm. Ôi. Hello.
Giết đi bà, giết đi, giết đi, giết đi. Đặc biệt 7k điểm, còn kia 5k điểm thôi. Thank you.
Tiger bạc hả? Tiger bạc. Tay 4 cà rưỡi rồi ta. Trời ơi. Cách biệt còn 6 cà, còn 4 cà, 3, 5 cà điểm mà. Ơi hay quá. Đất mẹ, nó bám gần kịp luôn rồi. Á thiện cho điện bám gần kịp luôn rồi. Chết tôi rồi. Hai phút nữa anh em ơi, cố gắng anh em ơi. Còn 2 phút nữa thôi. Trận đấu sẽ kết thúc rồi nha anh em. Cố giữ cái top 2 nè. Cố giữ cái top 2.
Chết mẹ rồi. Lên luôn rồi. Ôi má thua cái giờ cuối luôn, thua có mấy chục điểm luôn, trời trời. Thua 500 điểm, chưa tới 500 điểm, 400 mấy điểm.